chào các bạn đã trở lại với kênh của Khách Tiên. Ngày hôm nay Lợi sẽ chia sẻ một cái kinh nghiệm nhỏ mà chắc có thể nhiều người cũng chưa biết đến, hoặc là nhiều người cũng còn bỡ ngỡ khi mà xem cái clip này. Thì cái clip này ngày hôm nay Lợi sẽ chia sẻ, nó cũng đơn giản thôi. Khi chúng ta biết cách học hỏi, chúng ta biết hỏi trước thì chúng ta sẽ làm được. Nó cũng rất là đơn giản khi các bạn xem clip này. Là một ngày mà mỗi người đều tụ tập để mà chung vui, đó là cái ngày đám giỗ. Thì cái ngày đám giỗ là cái ngày mà ông bà chúng ta đã tưởng nhớ những người đã khuất. Thì cứ hàng năm là cứ đúng ngày này thì chúng ta là ông bà cha mẹ chúng ta sẽ tổ chức sẽ làm một cái buổi tiệc, một cái buổi tiệc nhỏ, đó là chung vui và mời tất cả các gia đình và các bà con cô bác ở đây, và tùy theo gia đình mời được bao nhiêu. Thì trong cái tiệc đám giỗ đó thì trong cái vấn đề mà thờ cúng ông bà như thế nào, làm những cái món gì, là gồm bao nhiêu bàn, và trên cái bàn thờ nó cúng những cái gì và vái như thế nào, thì xin mời các bạn hãy đi vào trong. Thì đầu tiên là Lợi sẽ nói đến bàn thờ là Quan Thế Âm, là đây bàn thờ của nhà Lợi đó. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ cúng những thứ gì trên bàn thờ bạn nhé. Trên bàn thờ Quan Âm thì chúng ta chỉ cúng trái cây và bông. Và vì sao bông không để bên trái mà bông luôn phải để bên phải? Đố các bạn, tại sao? Thì các bạn đã biết cúng những thứ gì rồi ha. Thì đầu tiên mình sẽ đốt và vái cái bàn thờ Phật Quan Âm trước ha. Rồi, cái lời vái thì các bạn có thể lắng nghe nha. Cầu nguyện Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, đầu tiên chúng ta cầu cho xã hội mưa thuận gió hòa, hay là cầu cho mọi người được cơm no ấm, ấm no hạnh phúc. Đến tiếp nữa là cầu nguyện cho gia đình. Chúng ta từ nhỏ tới lớn được mạnh giỏi và chúng ta có thể cầu thêm thiên nghỉ đó, vân vân. Rồi, nhà Lợi có hai cái bàn thờ ha, một cái bàn thờ của ông bà cố và một cái bàn thờ của ông bà nội bên đây. Tất cả các mâm là đều giống nhau ha. Rồi đây là cái bàn thiên. Cái bàn thiên thì chúng ta chỉ cúng trái cây với bông thôi, thì chúng ta vái bình thường. Ở trên là một bàn thờ Phật Quan Âm, ở dưới là hai cái bàn thờ của ông bà nội và ông bà cố, còn dưới đây là các bạn cúng kiến. Những cái món ăn nó gồm như vậy nè. Hôm nay là nhà Lợi cúng chay nha, thì nó có là gồm bánh nè, bánh ngọt nè, rồi cái này là đồ chay giống như canh chay, rồi cái này là đồ xào, còn đây là món mặn nè ha, món cơm, món canh và món xào. Đơn giản thì món chay nó có như vậy thôi. Như cái bàn này, bàn cúng kiến này á, là nó sẽ gồm là 10 cái chén, 10 cái đôi đũa và trái cây và một ít với tiền vàng bạc. Đó. Đây là cái bàn cúng kiến nha, bàn cúng kiến. Chúng ta phải vái hai bàn thờ bà thước. Chúng ta vái như sau. Bàn thờ thì hai chén cộng hai đôi đũa. Chúng ta vái hôm nay ngày bao nhiêu kêu tên người mất về dùng cơm, vái giống hai bên, nội, ngoại, hai bên khống an thác thiên về đánh ống phù hộ độ trì cho gia đình đang mạnh giỏi, bình an vân vân. Bên đời cũng vậy, vái tương tự nha. Vái người mất vì sao chúng ta vái bốn lạy, đố các bạn? Tiếp là chúng ta vái bàn thờ cúng kiếng. Lời vái như sau.
Cúng kiến thì 10 cá chén cộng 10 đôi đũa phải cũng hôm nay ngày bao nhiêu mời ông và cô, cậu, bác, dì, dượng về ăn, uống, phù hộ độ trì cho gia đình con được mạnh gọi, làm ăn càng tiến tới, vân vân. Dưới đây bàn cúng đất đai, cũng một mâm cơm nhưng 5 chén cơm được mới sẵn. Chúng ta vẫy như sau. Bàn đất đai 5 chén cơm, vái tư trạch tại đây hôm nay ngày bao nhiêu mời ông và cô, cậu, bác, dì, dượng về ăn, uống, phù hộ độ trì cho gia đình con khỏe mạnh, bình an, vua sự vân vân. Các bạn nhớ thắp đèn, bàn nào cũng phải có đèn và một chung nước hết nhé. Năm cái chén thì năm cái ghế. Tất cả các món như nhau. Ngoài đây là bàn cúng thí, chúng ta vẫy như sau. Bàn cúng thí, 10 chén cơm cộng đũa, vái, thập diện cô hồn, kẻ siêu một lạc mã không ai cúng, kiếng đến đây, ăn, uống đi. Điều lành đêm tới, điều giữ tấm đi phù hộ độ trì cho gia đình con được mạnh gọi, bình an vô sự. Nhớ thắp đèn luôn nhé các bạn. Mười cái chén thì 10 đôi đũa và 10 cái ghế. Đây là câu trả lời đơn giản. Tại sao bông luôn phải để bên phải? Vì theo thuyết lý nhà Phật, Phật luôn luôn đúng và bông thì tượng trưng cho Phật nên ta luôn phải để bên phải nhé. Này để sai nên chúng ta sửa lại đây. Ta phải để bên tay phải bàn thờ như vậy nhé. Rồi, thì nó như vậy đó. Thì nó cũng đơn giản thôi. Thì mong rằng đó cũng là một cái kinh nghiệm nhỏ để mà nói chung là cũng hướng dẫn hoặc chia sẻ với các bạn. Có nhiều cái mình cũng chưa biết được. Đó thì cũng xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Và đừng quên nhấn là like, share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Điểm lại trước khi cúng và nấu nướng, đây là bánh phồi, còn đây là bánh ít. Đây là xôi dị. Xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay là đúng là một ngày đẹp trời, trời trong xanh và nắng ấm. Gì cả? Chúng ta phải ghi tên người mất vào giấy áo. Ông thì ghi ông, bà thì ghi bà.
mâm, hơn nữa cây nhang tao có thể bưng xuống dùng cơm thôi nhé. Nhớ đốt giấy tiền cho ông, bà, ăn xong đem đi. Giấy tiền vàng bạc tùy theo mỗi gia đình cũng ít hay nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.